người mắc COVID-19 có thể bỏ hoàn toàn virus khỏi cơ thể hay không? Người nhiễm bệnh được xác nhận khỏi COVID-19, nhưng liệu họ có thể loại bỏ hoàn toàn virus ra khỏi cơ thể? Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng có vẻ như là SARS-CoV-2 có thể ẩn náu trong cơ thể người, khiến người mắc COVID-19 khó có thể loại bỏ hoàn toàn virus. Các kết quả của chúng tôi chỉ ra rằng một người có thể mang nhiều biến chủng virus trong cơ thể và một số có thể ẩn náu trong thận hoặc là lá lách khi mà cơ thể bận rộn chống lại chủng thống trị. Điều này có thể khiến bệnh nhân bị nhiễm bệnh khó loại bỏ hoàn toàn SARS-CoV-2. Một nhà nghiên cứu tới từ Đại học Bristol ở Anh cho hay, các biến chủng của SARS-CoV-2 liên tục xuất hiện kể từ khi phiên bản gốc gây ra đại dịch toàn cầu đầu năm 2020. Và vaccine và các phương pháp điều trị bằng kháng thể được chứng minh là ít hiệu quả hơn trước các biến chủng này. Các nhà nghiên cứu cũng nhận ra rằng là virus SARS-CoV-2 có thể tiến hóa rõ rệt trong các loại tế bào khác nhau và nhanh chóng đáp ứng miễn dịch. Trong nghiên cứu, các nhà khoa học tập trung vào một túi cụ thể trong protein gai của SARS-CoV-2 và xác định rằng là nó đóng vai trò thiết yếu trong khả năng lây lan của virus. Đơn cử như với biến chủng được phát hiện ở Bristol, có tên là Bris Delta, biến thể thay đổi hình dạng so với virus ban đầu, nhưng cái túi chúng tôi phát hiện vẫn ở đó, không hề thay đổi. Trưởng nhóm nghiên cứu giáo sư hóa sinh tại Đại học Bristol cho hay, Bris Delta chỉ chiếm phần nhỏ trong mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân mắc COVID-19, nhưng nó dường như lại lây nhiễm ở một số loại tế bào nhất định, tốt hơn so với chủng SARS-CoV-2 gây ra làn sóng dịch đầu tiên. Trong một nghiên cứu liên quan, thì các nhà khoa học tạo ra một phiên bản tổng hợp an toàn của virus SARS-CoV-2 để xác định cách thức mà túi này có thể lây nhiễm. Họ nhận ra rằng là các protein gai trên virus thay đổi hình dạng sau khi liên kết với một axit béo. Điều này khiến hệ thống miễn dịch khó phát hiện ra chúng hơn. Có vẻ như là túi này được đặc biệt chế tạo để nhận ra các axit béo mang lại lợi thế cho virus SARS-CoV-2 bên trong cơ thể người bị nhiễm bệnh, cho phép nó nhân lên nhanh chóng, đồng tác giả nghiên cứu cho biết. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.